នារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតជាស្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់បាត់ខ្លួនចិត្តដប់ថ្ងៃមកហើយខណៈដែលក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពិតនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ក្មេងស្រីវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់នេះសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិត ដោះបង្គន់ក្រុមគ្រួសារមានការសងវេចម្ដាយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខណៈកូនស្រីវ័យជិត20ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់ខ្លួនពីផ្ទះដោយគ្មានផ្ដាល់ដំណឹងចិត្តដប់ថ្ងៃទៅហើយមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុឪពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសង្ស័យចាញ់លបងមាត់ភ័ក្រឪពុកក្មេងស្រីបាត់ខ្លួនឈ្មោះលីសារីជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្ដាយឈ្មោះរ៉ទីយ៉ាជាមេផ្ទះរីឯកូនស្រីនោះឈ្មោះស្មាត់ហាលីយ៉ាអាយុ15
sang cắt răng dầm ra tí bí khăn đưa xây cao rìa chạy thịnh phẩm bình. Phú cốt bàn bạp thả, con xây rồi bỏ lúc bàn bắt luôn tăng bí thay tí bẩm bay khai xây hai chân nam bí bọn mà phê bí mộng lại. Cả bắt đầm năng con mần đăng mù lọ hạt ní, khăn ông niêm ở bốc mà đài. Miên cái đây còn vò là cả tục rùi khăn nà. Môn bê bắt luôn con xây bàn xông tư tinh sắp bài chương. Còn tại mần bàn bạp thả tinh sắp bài chương nơi tì nà nụ tì. Hỏi mà đái bàn bạm thả tinh rùi bỏ nhập trò lọc mộc tè huynh. Cả bì xông mà đài rùi hai con xây bàn tư bắt tài mà đòn. Lù bắt dù bế ở bốc bàn tu rô sạp tài mần châu sơ. Tư bằng có cả phép áo tài mà đòn. Rồi hốt mà đó thay tì đọc bằng bì khai xây hà ní. Mần tuân đăng đâm năng nơi lao. Lúc lì xa rì xông ai con xây trò lọc mộc tè huynh. Tu khăn ông hẹt phòl bạp nạc ở đây. Lúc mần bỏ cán khăn con xây lao. Xôm con à nất mà đài đài miên chùm ngư bê đông thlẹc luôn chư trút trùm nực con bà rộm bì con. Bà sân bòm ô nà bàn bà tè khơi nhìn mình xây đài miên phân phía đôi bằng hàn chun khăn ông rụp hiếp nì. Mê ta tùm nẹ tùm nông mọc lệ xôn cài sập bấy bòm buôn đọc bòm bấy bòm buôn xôn bì. Sắp bà càm sạp bù sẽ thay thí miên phần lật sạp bù bọc áo sạp bù liền chán sạp bù chút ớt đọc bằng cốn sạp bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đài miền côn đập hiệp lõ nâng đầm lại xóm rũng công trọp là tập hợp khmái chui ai bà chìa bà rốt miền càng nghịt vơ Facebook page con khmái sạp bù khmái.